Bạn chuyển đổi kinh doanh, tạm dừng việc kinh doanh hoặc nâng cấp tiệm, muốn thanh lý cầu năng một trụ rửa xe cũ nhưng chưa tìm được đơn vị để bán, có thể liên hệ với công ty chúng tôi. Tahico là đơn vị chuyên thu mua cầu năng một trụ cũ thanh lý giá cao. Yêu cầu cầu nâng chúng tôi thu lại, ưu tiên cầu nâng một trụ khách hàng lắp đặt của công ty Tahico. Cầu nâng chính hãng của Ấn Độ, Việt Nam. Ti không trầy xước nhiều, không rỗ mặt ti, không bị bóp mép lũng hay bị hàng lại. Cầu không bị rỉ nhớt, quăng rỉ nhớt. Bình dầu còn nguyên vẹn không bị thủng, rỉ sét. Bàn cầu còn mới, không bị rỗ nhiều, gãy, hàng lại, các bu lông ốp còn nguyên vẹn. Dầu thủy lực không bị lẫn nước. Lý do bạn nên chọn thanh lý cầu nâng tại Tahico. Tahico là đơn vị chuyên cung cấp cầu nâng một trụ rửa xe, lắp đặt và cung cấp trọn gói các dịch vụ như tháo dỡ, sửa chữa cầu nâng một trụ. Tahico có dịch vụ hậu đãi sau bán hàng là thu mua lại cầu nâng một trụ khi khách hàng của Tahico không còn nhu cầu sử dụng và bán lại cho người có nhu cầu sử dụng. Khi bán cầu nâng một trụ cũ cho công ty chúng tôi sẽ có nhiều chính sách định giá tốt cho khách hàng, đặc biệt là những khách hàng trước đó lắp đặt cầu của công ty chúng tôi. Bên cạnh đó, công ty có các hỗ trợ về việc tháo dỡ, vận chuyển cầu nâng. Khách hàng có nhu cầu thanh lý cầu nâng một trụ cũ liên hệ với công ty Tahico theo số điện thoại 0909807188.